Mẹ ơi, cô giáo thanh tâm mở khóa học về khoa học số, mẹ biết chưa à? Ồ vậy à, con có biết khi nào thì khai giảng không? Dạ lớp học khai giảng lúc 5 giờ chủ nhật ngày 29 tháng 10 à. Tuyệt vời để mẹ gọi điện cho cô Tâm đăng ký ngay cho kịp buổi khai giảng.